giảm mũm mĩm, Dũng nghi vấn bầu bí sau 2 tuần đăng ký kết hôn. Hình ảnh hot girl sang mũm mĩm dù diện đồ đen cùng ngoại hình khác hẳn khiến dân mạng dấy lên nghi vấn cô đã mang thai con đầu lòng. Cách đây 2 tuần, Sam đăng tải hình ảnh hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn xong danh tình đối phương được giữ kín. Nữ diễn viên viết, chính thức chốt sổ. Mới đây, Sam chia sẻ khung hình hội ngộ cùng những người bạn của mình. Trong ảnh, cô diện đồ đen khá giản dị nhưng ngay lập tức khiến dân mạng chú ý bởi vẻ mũm mĩm đầy đặn hơn hẳn trước đây. Từ đó, nghi vấn Sam mang thai sau 2 tuần thông báo đăng ký kết hôn từ đó được dấy lên khiến cộng đồng mạng tranh luận rôm rả. Trước thắc mắc của nhiều người về chuyện bầu bí, Sam đã lên tiếng. Nữ diễn viên nhiệt tình trả lời những câu hỏi của khán giả và phủ nhận chuyện mình đang mang thai. Cô cũng cho biết mình cảm thấy khổ tâm vì tăng cân nên mới dẫn đến hiểu lầm. Người đẹp than thở, khổ tâm ghê, dạo này em mập mọi người ơi. Sam tên thật là Hà My, hoạt động ở lĩnh vực MC, diễn viên. Cô tham gia nhiều bộ phim như Gia đình là số 1, Đảo độc đắc. Ngoài ra, người đẹp còn thành công trong lĩnh vực kinh doanh, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau phim Đảo độc đắc được bạn trai cầu hôn hồi tháng 12 năm 2022. Nói về việc tổ chức lễ cưới, Sam từng chia sẻ với báo chí, với tính cách kín đáo, không muốn chia sẻ chuyện riêng, tôi từng nghĩ tổ chức một đám cưới ấm cúng. Nhưng từ khi đăng ảnh nhận lời cầu hôn của bạn trai, tôi nhận được quá nhiều người hỏi thăm, chúc mừng và ai cũng hỏi, khi nào mời đám cưới. Vì vậy, nếu tổ chức đám cưới thì không thể không mời. Do đó, tôi thay đổi dự định, có lẽ tôi phải mời đông đảo bạn bè. Nhưng kế hoạch cụ thể thế nào thì tôi chưa biết. Nói về hôn phu, Sam cho biết đối phương ủng hộ công việc nghệ thuật mà cô theo đuổi. Ngoài ra, anh còn thường xuyên dành lời khuyên, dặn dò người đẹp 9x cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Nói chung làm thì làm nhưng anh vẫn muốn tôi dành thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống và quan tâm đến gia đình. Đối với Sam, chồng sắp cưới là người tình cảm, chu đáo, chân thành. Điều khiến nữ diễn viên quyết định tiến đến hôn nhân là vì cảm nhận được sự yêu thương của đối phương dành cho gia đình của mình. Sam nói thêm cô và chồng độc lập về tài chính.